giải cứu khách Tây khi khách sạn ở Hà Nội bốc cháy. Vụ cháy từ tầng 10 của khách sạn Shining Central, cảnh sát phải dùng xe thang đưa khách nước ngoài thoát khỏi tòa nhà. Trưa ngày 17 tháng 6, hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn Shining Central, 20 lò sũ hoàn kiếm Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên từ nhà hàng tại tầng 10 của khách sạn. Công an quận hoàn kiếm Si Thông đã xuất 3 xe chữa cháy, một xe thang phối hợp với hai xe chữa cháy của công an quận Ba Đình chi viện dập lửa. Cảnh sát phải dùng xe thang đưa khách nước ngoài thoát khỏi tòa nhà. Lực lượng chức năng bước đầu xác định là không có thiệt hại về người. Lúc 13 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế.